Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Ung thư phổi giai đoạn 4, đừng từ bỏ hy vọng. Hỏi về xét nghiệm biomarker, chương trình này được tài trợ bởi AstraZeneca. Top Star Real Estate 714-863-7824. Một chuyến bay của hãng hàng không Korean Air lẽ ra là sẽ đáp xuống Las Vegas. Trên này có những người công dân Mỹ nhưng họ là gốc Hoa. Và theo những nhân chứng họ biết là trong lúc mà máy bay đang chuẩn bị đáp đó, thì tự nhiên thấy ba người này có triệu chứng như ho ho. Thế là những người ở trên họ sợ quá, họ mới báo cho tiếp đãi viên biết và phi công mới gọi điện thoại nói rất tiếc chúng tôi không đáp xuống Las Vegas bây giờ được mà phải đáp xuống Los Angeles. Và như quý vị đang nhìn thấy, cái chuyến máy bay này đã phải xin đáp khẩn cấp. Đáp xuống đây, ba người này đã được đưa vào bên trong để được screen, để xem có bị cái gì không. Thì sau khi mà kiểm tra thì không thấy bị gì hết. Và bởi vì họ không muốn tạo nên cái sự kỳ thị trong lúc này đó, cho nên khi họ hỏi đến, quý vị có nghĩ là ba người này đến từ Vũ Hán hay là Trung Quốc hay không, thì những người trên máy bay, coi như là phi hành đoàn, họ không nói gì hết. Sau khi được kiểm tra thì ba người này được đưa lên máy bay, rồi lúc đó chiếc máy bay này mới cất cánh rời khỏi phi trường LAX để đến Las Vegas, cũng chậm trễ vài tiếng đồng hồ, cũng phiền hà lắm thưa quý vị. Trong khi đó, bên phía Nam Sương, Nam Trang, là các thành phố mới nhất mà họ nói rằng bây giờ đang đưa ra một cái chính sách. Nếu một gia đình đang bị cách ly đó, thì nhà cầm quyền Trung Cộng kêu gọi những người ở bên phía Giang Tây, thành phố Nam Sương là của Giang Tây. Trong nhà nếu có gia đình thì 2 ngày một lần những người ở bên trong sẽ phải ra nhà, khỏi nhà để đi chợ mua hàng hóa thực phẩm cho gia đình. Một người mà thôi, chứ không có được ai đi ra khỏi cho đến khi nào những gia đình này nhận được chính thức tin tức là dịch đã được kiểm tra. Riêng với thành phố Nam Sương, tỉnh Giang Tây có 5 triệu người thưa quý vị. Nhưng mà chưa hết, đó là chuyện ở Trung Quốc. Ngày hôm qua thì ở tại Wisconsin và ở Ohio, họ cũng thông báo có khả năng có người bị nhiễm bệnh ở đây. Và họ đang theo dõi tình hình bệnh của một người ở tiểu bang Wisconsin và một người khác nghi ngờ là cũng nhiễm bệnh ở Ohio. Dạ vâng, thưa quý vị, và quay về với những bản tin địa phương của Hoa Kỳ thì... cách đây khoảng 1-2 tháng đó, quý vị cũng nghe anh Thụy tường trình một cái vụ án mà nó liên quan đến hai cặp vợ chồng thưa quý vị. Và lúc ban đầu đó là chỉ là cái chuyện là ông bà nội hay ông bà ngoại không thấy cháu trong vài tháng rồi mới gọi cảnh sát, nhờ cảnh sát đến nhà xem là hai đứa cháu ở đâu. Nhưng mà bây giờ sau vài tháng điều tra thì nay cái vụ này có vẻ như là một cái âm mưu có thể liên quan đến giết người, mà hai người hiện tại giết chồng và vợ trước của mình. Cái chuyện này rắc rối lắm quý vị ơi. Cho nên là chúng tôi phải để quý vị xem hình trước cho nên cho nó rõ ràng, chứ nó quá trời người luôn. Và nó liên hệ, nó người này lấy người này xong bỏ rồi lấy người khác. Dạ đúng rồi. Thì đây hai nhân vật chính đây nha thưa quý vị, hiện nay đó là Lori Vallo và ông Chad Daybell. Hai người này từng có chồng trước và vợ trước. Bà Lori có ông chồng trước là ông Charles đã bị chết rồi thưa quý vị. Còn ông Chad thì cũng có bà vợ trước đây là bà Tammy cũng chết. Mà khi mà chồng trước và vợ trước mới chết có khoảng chừng đâu vài tuần thôi, thì cái bà Lori này bà mới dẫn hai đứa con là JJ và Tylee, là hai đứa bé mới 7 và 17 tuổi, chuyển từ Arizona đi đến
đi đến đâu anh? Vị trí nhá. Ohio gì đó. Dạ vâng. Tôi cũng cả tháng đi rồi. Dạ vâng. bà chuyển đến ở chung với ông Chad thì chuyển đến khoảng chừng vài tháng thôi, thì bắt đầu hồi tháng 11 năm ngoái đó là khi mà quý vị nghe tin tức anh Thụy ảnh tường trình là ông bà nội nói rằng không thấy liên lạc, không nghe được hai đứa nhỏ nữa, thì cảnh sát mới đi đến căn nhà của hai cái người này. Bây giờ cái bà này Lori này, bà đổi tên là Lori Daybell bởi vì lấy luôn cái ông Daybell này rồi thưa quý vị. Thì cảnh sát mới hai người này mới gặp cảnh sát một lần duy nhất đó và nói rằng họ gửi hai đứa nhỏ đi về Arizona ở với người bạn, nhưng mà cảnh sát cũng không có liên lạc được cái nhà đó ở đâu, đến bây giờ vẫn không tìm được hai đứa nhỏ thưa quý vị. Và rồi hai vợ chồng này mất tích luôn, mãi cho đến tuần trước thì cảnh sát mới nói là tìm được họ ở tại Hawaii và bây giờ đang muốn kêu họ quay trở về để mà cho biết tình trạng của hai đứa nhỏ. Hiện nay cảnh sát cũng không có biết là mấy đứa nhỏ nó còn sống hay là hai người này họ giấu hai đứa nhỏ ở đâu. Tuy nhiên có một cái việc mà cần phải nói thưa quý vị, đó là quý vị nhìn lại cái tấm hình đó, thì cái vụ mà ông chồng của bà Lori, ông chồng trước, ông Charles, ông chết, hiện nay cảnh sát ở Arizona đang mở cái cuộc điều tra, là bởi vì khi mà ông này ông chết đó là bị ông Alex Cox được xem là bắn chết ông Charles. Ông Alex này là anh trai của bà Lori, thì hồ sơ cho thấy là hai người này cãi nhau rồi ông Alex ổng bắn chết ông Charles. Nhưng mà kỳ lạ thay là vào tháng 12 vừa rồi ông Alex này ổng cũng qua đời thưa quý vị, ổng chết luôn rồi. Rồi không có hình luôn. Vẫn chưa có hình, tại vì cái vụ này ông Alex ổng chưa có bị truy tố thưa quý vị. Nhưng mà cái chết của ông Alex hiện nay cũng được điều tra luôn. Thì lúc đó là bà Lori này, bà đã đi qua, bà ở với ông Chad này rồi. Và cái chuyện mà bà Tammy, vợ của ông Chad qua đời đó, thì khi đó có thể được xem là một cái chết tự nhiên. Nhưng mà hiện nay xác của bà Tammy đã được khai quật lên luôn thưa quý vị, và đang chờ kết quả giảo nghiệm xem có thật sự là chết một cách tự nhiên hay không. Hay là ai trong số hai cặp này giết? Dạ vâng. Daybell hoặc là Valau. Thì cảnh sát họ tiết lộ là một vài tháng trước khi mà chết đó, thì ông Charles, chồng của bà Lori, ổng có than phiền là bà này tự dưng bả bị ám ảnh và bả mê những cái trang web mà nói về những cái hiện tượng tâm linh thưa quý vị, mà đặc biệt là cái trải nghiệm mà near death experience đó, là những người mà xém chết nhưng mà họ tỉnh lại, chết đi sống lại. Dạ vâng, chết đi sống lại. Thì bả mê những cái đó và bả cứ liên tục đi lên một cái trang web mà trang web này đó thì có những cái thành viên nói chuyện với nhau, và một trong những cái thành viên đó lại là ông Chad Daybell nữa thưa quý vị. Cho nên bây giờ cảnh sát họ nghi ngờ là không biết có phải bà Lori và cái ông Chad này gặp nhau qua những cái trường hợp như thế rồi mới bày âm mưu giết chồng giết vợ trước của mình để mà đến với nhau hay là không. Và quay trở về với cái chuyện mà hai đứa nhỏ đó, thì ngày hôm qua cảnh sát họ chưa tìm ra phải không? Dạ chưa tìm ra. Thì cảnh sát họ nhận được cuộc gọi của một người chủ của một cái khu storage unit thưa quý vị, là bởi vì trong cái khoảng thời gian mà hai đứa nhỏ mất tích thì bà Lori này bà đứng tên, bà mướn một cái storage như quý vị thấy ở trong hình đó. Cảnh sát cũng lấy được video cho thấy là bà Lori và cái ông Chad khiêng những cái món đồ đi vào trong cái storage này mà hiện nay cảnh sát họ tìm được ở bên trong đó. Nào là backpack của con nít nè, những cái túi nó đi học nè, một cái xe đạp, rồi những cái quyển photo album có hình của mấy đứa nhỏ, những cái món đồ chơi thuộc về hai chị em Kylie và JJ. Thì cái người chủ cái khu storage unit này họ nói rằng bà trả tiền suốt từ hồi tháng 11 cho đến hồi tháng giêng vừa qua đó, thì cái credit card của bà không charge được nữa, cho nên họ mới gọi cảnh sát và nó mới lòi ra. Thì hiện nay cảnh sát cũng không biết là hai đứa nhỏ này có chết hay là chưa, nhưng mà tại sao hai cái người này đem quăng hết đồ của những đứa nhỏ đi. Rất là rắc rối. Chúng tôi tiếp tục phần tin tức ngay sau phần quảng cáo, kính mời quý vị cùng theo dõi.